Cùng tới điểm nhanh 5 món cực kỳ cần thiết trong mùa hè nhé. Mùa nóng thì tuyệt đối không thể thiếu kem chống nắng rồi. Naruko Tichi SF 50 với kết cấu sữa lỏng thấm nhanh, nhớ lắc đều trước khi sử dụng là được. Chứa 5% zinc oxide và 0.2% BHA kiềm dấu rất tốt, che được khuyết điểm nhẹ trên da. Finish thì ráo mịn, không hề bị dính vào khẩu trang đâu. Chưa tới 300k cho một tiếp kem chống nắng phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da dầu, cậu thử nha. Bổ sung một em mật nạ đất sét hút dầu và rutin sẽ không thừa cho cả da dầu và da khô trong hè này. Super Matcha của Sun By Me, kết cấu mịn, dùng không bị hao đâu. Khả năng hút dầu được đánh giá ở mức trung bình thôi, nhưng da sẽ sáng mịn, không quá khô căng sau khi sử dụng. Mùi matcha thì siêu thơm, tuần dùng 1-2 lần là ok la. Obagi 2% BHA vẫn là biện pháp giảm dầu, loại bỏ mụn hiệu quả trong mùa nóng tới. Dung dịch có màu xanh tím lạ mắt, mình nên băm ra bông rồi lau đều xung quanh mặt, tập trung vào vùng chữ T tiết nhiều dầu nha. Apply lên da cảm giác mát mát tê tê rất phê mọi người ạ. Dùng 2-4 lần một tuần tùy theo độ dung nạp của da. Dù đông hay hè thì dưỡng ẩm vẫn là bước không thể bỏ qua. Mùa hè chúng mình nên chọn dạng gel như bạn Clinique, kết cấu mỏng nhẹ thấm nhanh. Riêng cái dòng loại cam này thì có chứa thêm taurin giúp da sáng khỏe glowy trước nắng nóng. Cuối cùng, nội ám ảnh kinh điển nhất của mùa hè chính là hôi cánh đúng không? Tớ gợi ý ngay một em lăn nách đặc trị nhà Etiosil này. Ưu điểm lớn nhất là khả năng trị hôi tận gốc mà không gây ố vàng cho áo. Mùi cồn thì khá nồng nhưng mà cũng bay nhanh thôi. Để hiệu quả thì chúng mình nên sử dụng vào buổi tối sau khi tắm xong và chỉ nên dùng 2-3 lần một tuần thôi nhé. Ok, vậy là đủ 5 món cực kỳ cần thiết trong mùa hè rồi. Cậu thích nhất món nào thì hãy comment cho tớ biết nha. Bye!